Trời đất ơi, ta nói bữa giờ cái món này nó đang hot rần rần luôn á mấy bạn. Cụ thể á, thì món này được gọi là khoai lang bong bóng, được bán ở chợ Hồ Thị Kỷ á, mà chợ này á, thì chỉ có ở Sài Gòn. Nên tôi sẽ hướng dẫn món này dành cho các bạn ở những thành phố và tỉnh thành khác muốn ăn thử món này nha. Làm món này á, thì cũng dễ lắm mấy bạn ơi. Trước tiên á, thì mình đem khoai đi hấp. Khoai chín á, thì mình lấy ra rồi cho đường với bột và nhồi liền luôn. Các bạn nhờ đến khi mà thấy khoai mịn á, thì mình sẽ nặn khoai thành hình cái kén giống như vậy. Hoặc có một cách làm nhanh hơn, đó là nặn khoai thành hình cái dây, xong là cắt thành hình cục cục giống như vậy ha. Mấy bạn chuẩn bị một cái chảo dầu thì là nóng nè. Thả khoai vào chiên ở lửa vừa thì khoai nó mới giòn được bên ngoài nha. Mấy bạn nhớ đảo đều tay để khoai nó không bị nứt. Chiên một hồi mấy bạn thấy khoai nó nổi lên là nó chín á. Nhanh tay vớt khoai ra ngoài liền nha. Bánh chiên xong thì sẽ giòn ở bên ngoài, bên trong thì nó dẻo mềm, thơm mùi của khoai lang. Tôi nghĩ có thể chấm thêm với sữa đặc cũng rất là hợp. Mấy bạn làm ăn thử hen.